Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng đại diện các bộ, ban ngành trung ương, tất cả các đại sứ, lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cùng 20 cán bộ chiến sĩ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Với thông điệp xuyên suốt là đối tác vì một nền hòa bình bền vững, Việt Nam đã tham gia Hội đồng Bảo an với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm cao, cân bằng, minh bạch, đề xuất nhiều sáng kiến, đóng góp thực chất vào các công việc của Hội đồng Bảo an. Việt Nam đã ghi đậm 5 dấu ấn trong nhiệm kỳ này. Theo đó, Việt Nam đã góp phần thúc đẩy cách tiếp cận đa phương, duy trì đề cao luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng thúc đẩy việc tìm kiếm giải pháp bền vững, toàn diện các xung đột, trong đó có cả xử lý hậu quả xung đột, hướng tới phát triển lâu dài của các quốc gia. Việt Nam đã thúc đẩy tinh thần nhân văn nhân ái hướng tới người dân, tăng cường bảo vệ thường dân, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ và trẻ em một cách thực chất. Chủ động và chủ trì thúc đẩy thông qua nghị quyết 2573, nghị quyết riêng đầu tiên của Hội đồng Bảo an về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với người dân trong xung đột như trường học, bệnh viện, hạ tầng, điện nước và được 15 nước Hội đồng Bảo an đồng bảo trợ. Đồng thời nỗ lực thúc đẩy hợp tác Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an với các tổ chức khu vực trong tiến trình hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như đề cao vai trò trung tâm và sự hiện diện của ASEAN tại Hội đồng Bảo an. Việt Nam cũng chủ động đề xuất các giải pháp toàn cầu về nhiều vấn đề toàn cầu, nhất là xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh biển, ứng phó với dịch bệnh.